Xin chào tất cả các em. Và trong clip ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các em chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung dành cho cấp độ mất gốc, đó chính là định nghĩa về danh từ. Và trong tiếng Anh người ta gọi danh từ là noun. Ok. Và định nghĩa về danh từ thứ nhất đó chính là danh từ là những từ chỉ người, sự vật hoặc sự việc. Ví dụ như là people là mọi người, book là quyển sách, car là chiếc xe, paper là tờ giấy, bird con chim, love tình yêu và school là trường học. Thế thì dấu hiệu để nhận biết các danh từ thường gặp đó chính là nó thường kết thúc bởi các đuôi như là sin, asian, meant, or, aren't, vân vân. Và phía dưới thầy đưa ra một loạt các ví dụ ấy, đúng không ạ? Distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching, studying, teenage, vân vân. Đó chính là những cái danh từ rất là điển hình và có những cái đuôi rất là điển hình. Ngoài những cái đuôi này ra thì danh từ có những cái danh từ bản thân khi sinh ra nó đã có những cái cấu trúc như vậy rồi thì chúng ta không xét đến nữa, được nhỉ? Vậy chúng ta sang nội dung tiếp theo. Chức năng của danh từ trong câu thì có thể làm gì? Thì đầu tiên đó chính là chức năng để làm chủ ngữ. Thì ta cùng xem hai ví dụ. Her shirt is very beautiful. Thì trong câu này ta thấy rằng her shirt là danh từ được in đậm, đúng không ạ? Đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Cái áo của cô ấy thì rất là đẹp. Tiếp theo, ví dụ số 2 là the cake looks good. Cái bánh này thì trông rất là đẹp, rất là ngon miệng, rất là ngon mắt, đúng không ạ? Thì the cake là danh từ để chỉ cái bánh thì đóng vai trò là chủ ngữ. Và chủ ngữ thì thường là đứng ở đầu câu. Tiếp theo chức năng số 2 làm chủ ngữ thì chúng ta chuyển danh từ phía dưới động từ thì chúng ta sẽ có chức năng đó là để làm tân ngữ. Thì nó có những dạng tân ngữ nào, chúng ta cùng đi sang mục số 2 và xem ví dụ đầu tiên. Ngọc ate some oranges. Ngọc thì đã ăn một vài quả cam. Thì ta thấy rằng trong câu này some oranges là một danh từ và vài quả cam ở đây thì đó đóng vai trò là tân ngữ của động từ ate và ta gọi đây là tân ngữ của động từ như thầy đã viết ở trong ngoặc. Ví dụ số 2, Trang gave Ngọc some oranges. Thì bây giờ some oranges đây vẫn là tân ngữ của động từ gì ạ? Give, nhưng mà trong câu này chúng ta thấy có sự khác biệt hơn một chút. Đó chính là câu này thì động từ có hai tân ngữ, một là Ngọc và hai là some oranges. Trang đưa cho Ngọc vài quả cam. Tiếp theo ví dụ số 3 thì bây giờ nó không còn là tân ngữ của động từ nữa mà là tân ngữ của giới từ thì chúng ta cùng xem. The cat is under the table. Thì ở dưới cái bàn thì bây giờ cái bàn nó là tân ngữ của giới từ là under. Thì ở đây ta gọi là tân ngữ của prep tức là tân ngữ của giới từ. Như vậy khi làm tân ngữ thì có hai loại là tân ngữ của động từ và tân ngữ của giới từ, các em chú ý nhá. Tiếp theo, chúng ta còn sang đến chức năng số 3, chức năng này là chức năng mà mọi người khá là ít biết và không được giải thích kỹ. Đó chính là làm bổ ngữ ở trong câu. Ví dụ ta có câu như sau: My father is a teacher. Thì trong câu này, a teacher là một danh từ và đóng vai trò là bổ ngữ của chủ ngữ. Tại sao lại gọi là bổ ngữ của chủ ngữ? Vì nó làm rõ nghĩa cho bố của tôi là ai, được nhỉ? Chứ câu này chúng ta không gọi nó là tân ngữ bởi vì ở đây động từ is là động từ to be, thế nên chúng ta không gọi là tân ngữ mà chúng ta gọi là bổ ngữ của chủ ngữ, làm rõ nghĩa cho chủ ngữ, bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ, đúng không ạ? Tiếp theo, câu số 2, people consider him a teacher. Mọi người coi anh ấy như là một giáo viên. Thì ở đây a teacher là tân ngữ nhưng mà lại không phải là, sorry, là bổ ngữ nhưng mà không phải là cho chủ ngữ như vừa nãy nữa, mà là cho tân ngữ him, tức là làm rõ nghĩa ra. Mọi người coi anh ấy là ai? Thì mọi người coi anh ấy là như một giáo viên. Thì a teacher ở đây câu này lại là bổ ngữ cho cái tân ngữ him. Đấy, như vậy chức năng số 3 là bổ ngữ cho một chủ ngữ hoặc cho một tân ngữ ở trong câu. Thì cái này các em cũng không cần phải nhớ vội, thầy giới thiệu qua các chức năng, sau này các em đọc lại mà gặp một câu tương tự các em sẽ hình dung ra được ngay thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi loại phân loại danh từ thì có hai loại danh từ rất quan trọng các em cần nhớ thầy, đó chính là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Và có những điểm chú ý quan trọng gì thì thầy sẽ nói luôn. Số 1 đó chính là danh từ đếm được ở trong tiếng Anh ấy thì người ta chia làm nó là hai dạng, dạng số ít người ta gọi là singular và số nhiều thì người ta gọi là plural. Ví dụ dạng số ít là a book thì số nhiều chuyển thành books. A teacher chuyển thành teachers thêm sc. A wish chuyển thành wishes. An idea chuyển thành ideas có sc. Và chú ý điểm số 2 đó chính là danh từ khi đếm được ở dạng số ít thì luôn phải đi với một lượng từ hoặc đại từ chỉ định đứng đằng trước nó, người ta gọi là determiner. Ví dụ là book khi để ở số ít thì phải có the hoặc an phía trước. English teacher phải có that hoặc là the, an vân vân. Wish cũng phải có an. Rồi thì my latest idea thì idea là một danh từ số ít đếm được nên phải có sở hữu là my. Rồi thì an apple. Tóm lại phía trước danh từ số ít mà đếm được thì phải có một lượng từ hoặc đại từ chỉ định. Còn nếu đứng đơn lẻ chỉ có wish không hoặc có teacher không thì là sai ngữ pháp.
Tiếp chúng ta sang các danh từ, nhưng mà bây giờ lại là dạng số nhiều và đếm được. Cách thành lập các danh từ số nhiều đếm được như thế nào? Thì cái dạng đầu tiên và phổ thông nhất chúng ta sẽ gặp đó chính là chúng ta thêm s vào danh từ gốc. Thì ví dụ như là book thêm s, schools thêm s và friend thêm s. Ngoài ra với một số các danh từ khá đặc biệt hơn thì chúng ta sẽ phải thêm es nếu như đuôi của danh từ có dạng là hai chữ s, ch, s, sh và dấu x. Ví dụ như class chuyển thành classes, watch chuyển thành watches, gas chuyển thành gases, wish chuyển thành wishes và boss chuyển thành bosses. Rồi điểm chú ý số 3 đó là khi một danh từ mà kết thúc bởi một phụ âm và có y dài thì ta sẽ chuyển thành ies. Các em chú ý nhé. Ví dụ lady thì trong từ lady thì có y dài là cuối cùng rồi và phía trước nó là phụ âm d, thế nên chuyển thành ladies, ies đúng không ạ? Country thì phía trước chữ y là chữ r là một phụ âm, thế nên sẽ chuyển thành countries có ies. Tương tự như vậy party thì trước y dài là chữ t, như vậy là phụ âm thì chuyển thành parties có ies. Như là ba nguyên tắc để thêm số nhiều cho danh từ. Quy tắc số 4 đó là khi danh từ kết thúc bởi một nguyên âm và y dài. Vừa nãy là phụ âm và y dài, thì bây giờ là nguyên âm y dài thì chúng ta chỉ cần thêm s gì thôi. Ví dụ boys thêm s, days thêm s và play thêm s. Tuy nhiên lại có một vài danh từ đếm được nhưng lại thuộc nhóm bất quy tắc chúng ta cần phải nhớ. Ví dụ man chuyển thành men, women chuyển thành women, child chuyển thành children, foot chuyển thành feet, person chuyển thành people và hair thì ta để nguyên. Đấy nha. Và chú ý cuối cùng đó chính là khi danh từ ở dạng số nhiều thì chúng ta không cần đến những đại từ chỉ định, tức là gọi là determiner phía trước nó nữa, bởi vì chúng ta khi đấy coi là một nhóm. Ví dụ computers are very expensive, những chiếc máy tính thì rất là đắt, và do you sell old books, bạn có bán những quyển sách cũ không. Như vậy ta thấy đứng trước computers không cần có đại từ chỉ định, và old books cũng không như vậy, không cần phải có đại từ chỉ định đứng trước nó. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang những danh từ không đếm được. Người ta gọi là non-count noun. Danh từ không đếm được một dạng danh từ khá quan trọng và thỉnh thoảng người ta sẽ cho vào trong bài thi của các em để thử chúng ta xem ta có biết không. Điểm chú ý đầu tiên đó là luôn chia ở dạng số ít cho những danh từ này và nó không đi được với những lượng từ để chỉ số đếm, ví dụ như 1, 2, 3, v.v. Những danh từ nào thì sẽ được xếp vào nhóm là danh từ không đếm được thì bây giờ chúng ta cùng xem. Đầu tiên đó chính là những danh từ để chỉ một nhóm gồm nhiều những cái thành phần nhỏ và tương tự cùng chức năng. Ví dụ ta có baggage là những cái túi, clothing là quần áo, equipment là trang thiết bị, furniture là nội thất, garbage là rác, handware đồ cầm tay, jewelry trang sức, junk những đồ vặt, luggage hành lý, machinery máy móc, mail thư từ, vân vân, đấy nhỉ. Money, cash, change nói về tiền bạc, vân vân. Rồi những chất lỏng chúng ta cũng xếp vào nhóm không đếm được, ví dụ water là nước, coffee là cà phê. Rồi những chất rắn, ví dụ như ice là băng, bread, bánh mì, butter, bơ, cheese là phô mai, meat, thịt, vân vân. Vàng bạc chúng ta cũng đều xếp vào không đếm được. Rồi thì những chất khí, ví dụ như steam, air, oxygen, smoke, khói, vân vân. Tất cả những chất khí đều không đếm được. Các loại hạt, nhiều hạt nhỏ chúng ta cũng không đếm được. Ví dụ rice, gạo không đếm được. Chalk là phấn chúng ta không đếm được. Corn, ngô không đếm được. Dirt, bẩn bụi, dust, bẩn, chúng ta đều không đếm được. Flour, bột mì chúng ta cũng không đếm được. Rồi thì những danh từ thuộc về nhóm trừu tượng cũng được xếp vào là nhanh danh từ không đếm được. Ví dụ như beauty là sắc đẹp. Confidence, sự tự tin. Courage là sự dũng cảm. Education, sự giáo dục, tất cả những danh từ này thuộc nhóm không đếm được. Các em chú ý chúng ta không cần phải ghi nhớ tất cả các danh từ này. Thầy giới thiệu thành từng nhóm, sau này các em gặp lại chúng ta xem lại là chúng ta sẽ nhớ thôi. Rồi thì ngôn ngữ không đếm được. Arabic là tiếng Ả Rập, Chinese là tiếng Trung Quốc, English là tiếng Anh, cái này sửa lỗi sai chính tả nhé. Môn học cũng sẽ không đếm được. Chemistry là hóa, Engineering là kỹ sư, là môn kỹ thuật, History là lịch sử, Literature văn học, Mathematics toán học. Các trò giải trí chúng ta cũng sẽ không đếm được. Ví dụ như baseball là bóng bầu dục, soccer bóng đá, tennis là tennis đúng không ạ, môn chơi tennis, chess cờ, bridge vân vân. Hoạt động giải trí driving lái xe, studying học tập, swimming bơi lội, traveling đi lại di chuyển du lịch cũng không đếm được. Rồi các hiện tượng tự nhiên, ví dụ như weather là thời tiết, fog sương mờ, hail mưa đá, heat nhiệt nóng, humidity là độ ẩm chúng ta đều không đếm được hết. Lightning là sét đánh cũng không đếm được nhỉ.
Rồi, như vậy trong phần này thầy đã giới thiệu cho em những kiến thức rất cơ bản về danh từ và chúng ta đã kết thúc buổi học về danh từ ngày hôm nay ở đây. Thầy sẽ tiếp tục giới thiệu với em các nhóm từ loại khác quan trọng trong tiếng Anh. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo. Bye bye.